Như Quỳnh là nữ ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc vàng thế hệ sau năm 1975. Khi hát nhạc vàng, Như Quỳnh không biến tấu mà luôn cố gắng giữ nguyên gốc những điều cần giữ và thể hiện giàu cảm xúc những bản nhạc buồn xe sắc bằng giọng ca ngọt ngào, mực mà sâu lắng, rất đổi nồng nàn. Như Quỳnh đã chạm được sâu vào trái tim của người nghe. Hình ảnh thân quen của chiếc áo dài với mái tóc đen mực xõa ngang lưng đã làm cho hình ảnh của Như Quỳnh càng thêm gần gũi với những khán thính giả yêu mến cô. Ca sĩ Như Quỳnh có tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại Quảng Trị. Những năm tháng đầu đời, Như Quỳnh rất khó nuôi, có lầm tưởng đã nguy đến tính mạng khi bị sốt xuất huyết vào năm 1971, khi cả gia đình của cô di chuyển vào Sài Gòn theo cha. Sau năm 1975, cha của Như Quỳnh bị đi tù cải tạo nên gia đình của cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy mà Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn. Mất đi trụ cột trong gia đình cùng với sự thay đổi của thời cuộc, gia đình của cô lâm vào cảnh khó khăn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh đã tình nguyện cộng tác với một số nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Trong số này có ca sĩ Hiền Thục. Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh đã ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1991 và đã đạt được giải đặc biệt với số điểm tuyệt đối mà đến nay chưa có thí sinh nào đạt được. Cũng trong năm 1991, thì những người cùng đoạt giải sau Như Quỳnh là ca sĩ Đông Đào, Cam Thơ, Khánh Duy. Tháng 4 năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Không lâu sau đó, cô đã gửi băng nhạc với tiếng hát của mình đến trung tâm Asia. Nhạc sĩ Trúc Hồ và giám đốc của trung tâm Asia là chị Thi Vân đã mời đến thu thử rồi mời hợp tác ngay lập tức. Nhạc sĩ Trúc Hồ vẫn còn nhớ phút ban đầu khi ca sĩ Như Quỳnh đến với trung tâm Asia như sau. Như Quỳnh cũng là một trường hợp cũng gửi băng về. Thì anh cũng nghe rồi anh cũng kêu mời tới để mà... Cộng tác. Thì trường hợp của Như Quỳnh thì... cái cảm nhận đầu tiên của anh thì Như Quỳnh là một cô gái rất đẹp. Dạ. Phải nói là đẹp kinh khủng. Cái nét đẹp như vậy nó có cái gì nó mang cái nét đẹp của cái người nghệ sĩ mà anh yêu quý ở Việt Nam mình là nghệ sĩ Thanh Nga. À, dạ. Ừ. Thì lúc đó Như Quỳnh tới thử thì Như Quỳnh hát những bài nhạc của Trịnh Công Sơn. À, vậy á. Chứ không phải là nhạc mùi. Không. Okay. Trước đó khi còn ở trong nước, cô cũng thường hát nhạc Trịnh Công Sơn và xuất hiện trên đài truyền hình với ca khúc Tuổi Đời Mênh Mông. Năm 1994, Như Quỳnh được chính thức xuất hiện trên chương trình Asia số 6 chủ đề Giáng sinh đặc biệt với ca khúc Người tình mùa đông và Asia số 7 với chủ đề Tác giả và tác phẩm với ca khúc Chuyện hoa sim. Đó là hai chương trình được trung tâm Asia thực hiện đồng thời và nhạc sĩ Trúc Hồ chọn cho cô hai ca khúc cùng của nhạc sĩ Anh Bằng. Một bài là Nhạc và lời do ông sáng tác, còn một là bài là ông đặt lời Việt. Nhưng hai dòng nhạc thì lại khác nhau. Một sáng tác mới thuần chất nhạc vàng là Chuyện hoa sim cùng với một bài hát tương đối vui tươi là Người tình mùa đông. Thấy nghe cái giọng Như Quỳnh rồi, anh nói ok được rồi, để anh lựa bài thầu cho em, cái giọng em thì tốt rồi, hay rồi. Thì anh mới lựa bài, anh và chị Thi Vân lựa bài. Chị Thi Vân chỉ nói là hồ ba chị có sáng tác một số bài này, chị có cái bài nào hợp với Như Quỳnh thì em chọn. Dạ.
Thì trong cái cuốn tác giả tác phẩm với cuốn Mùa Đông mà mình quay ở bên Canada năm đó, mình quay một lúc hai cuốn, một cuốn Giáng sinh với là một cuốn tác giả tác phẩm. Thì cái bài có bắt đầu bằng đưa thì anh chọn bài Chuyện Qua Sim để anh qua âm cho Như Quỳnh hát, và một bài mà trong cái cuốn tác giả cuốn Noel á là bài Người Tình Mùa Đông. Mà đúng ra cái Người Tình Mùa Đông lúc đầu anh với chị Vân không có chọn Như Quỳnh hát mà muốn chị Ngọc Lan hát. Nhưng Và mà cũng với tiết tấu nhanh vậy luôn. chị Ngọc Lan hát, mà tại vì chị Ngọc Lan chỉ có một bài khác thôi, À, cho cái nên người buồn. chị không hát bài đó, cho nên Như Quỳnh hát bài đó. À. Cho nên cùng một lúc quay mà Như Quỳnh vừa hát một bài nhạc bolero và một bài tương đối trẻ trung là Người Tình Mùa Đông. Thì cái Như Quỳnh là một hiện tượng, theo anh nghĩ là phải có một cũng phải nửa thế kỷ mới có người, nửa thế kỷ chúng ta mới thấy được một người như vậy. Giọng hát đẹp. Không những đẹp về giọng hát nữa mà cái dáng dấp cũng đẹp. Và Như Quỳnh rất giỏi về múa, và Như Quỳnh giỏi về vấn đề camera nữa. Khi mà Như Quỳnh trình diễn, Như Quỳnh biết lúc nào camera như thế nào, tự nhiên lắm, rất là tự tin. Chúng ta thấy từ đó anh nhìn với Như Quỳnh thường thấy cô này, cô ca sĩ này hát được nhiều loại nhạc, cho nên anh lựa mấy bài như là Mộng Du của bác Phạm Thiên, nhớ không? Nhớ Mà anh hòa âm tới cái kiểu nó hơi ta 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 nó hơi nó không liên quan gì nhạc trước 75 á, nó hơi như quê một như cái gì nó mới chút xíu đó, Để chị múa được. để phát triển những cái hay của Như Quỳnh. Rồi những cái bài như Trống Cơm anh cũng làm được cái tempo nó khác để mà cũng phát triển được cái hay của Như Quỳnh. Giọng hát của Như Quỳnh nó là một giọng hát không phải dễ mix. Mình phải biết khéo lắm để bớt cái tông hơi rap của Như Quỳnh. Nhưng mà Như Quỳnh hát thì có thể nói là một trong những người hát phê sinh hay nhất. Cách mà nếu mà Như Quỳnh hát nhạc nhanh á, thì cái cách cách câu của Như Quỳnh nó cũng theo nhạc nhanh. Nếu mà hát nhạc mùi thì cách câu Như Quỳnh cũng theo, có thể là nhạc mùi. Tất À, nhiên hát là được. Như Quỳnh là một người hiểu hòa âm, À, ok. hiểu hòa âm và hát được nhiều thể loại, cái đó là cái hiếm. Nhiều người vẫn nhầm tưởng ca khúc Người Tình Mùa Đông là một ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Tuy nhiên, bản nhạc gốc lại là một bài hát tiếng Nhật tên là Rules của ca sĩ Naomi Chiaki phát hành vào năm 1977. Năm 1992, phiên bản tiếng Hoa với cái tên Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương của ca sĩ Phương Phi rất được yêu thích. Sau này, ca khúc được sử dụng trong phim Đại Thời Đại. Phim này đã đạt được thành công lớn và góp phần giúp cho bài hát nổi tiếng nhiều hơn và được dịch ra nhiều phiên bản với các ngôn ngữ khác nhau, trong đó phần lời tiếng Việt là của nhạc sĩ Anh Bằng. Lời bài hát nói về ký ức của một chàng trai về mối tình năm xưa với cô gái ngây thơ nhưng lạnh lùng, trái tim băng giá như mùa đông lạnh. Tuy bài này có nhiều bản lời Việt khác nữa, nhưng dấu ấn lớn nhất có lẽ vẫn thuộc về Người Tình Mùa Đông, được đặt lời Việt bởi nhạc sĩ Anh Bằng với tiếng hát của Như Quỳnh. Cùng lúc với sự thành công của Người Tình Mùa Đông, thì Như Quỳnh cũng rất được yêu thích với Chuyện Hoa Sim, được phát hành trong cùng thời điểm, đã đóng dấu tên tuổi của Như Quỳnh trong dòng nhạc vàng mà cô được xem là một trong những tên tuổi lớn nhất của thế hệ sau năm 1975. Vẫn yêu màu tím
khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều kia. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em. Để nhận xét về giọng hát của Như Quỳnh qua góc độ chuyên môn trong nghệ thuật, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chia sẻ như sau. Như Quỳnh là một hiện tượng, theo anh nghĩ là phải có một, cũng phải nửa thế kỷ mới có người. Wow. Nửa thế kỷ chúng ta mới thấy được một người như vậy. Giọng hát đẹp. Không những đẹp vì giọng hát nữa mà cái dáng dốc cũng đẹp. Và Như Quỳnh rất giỏi về múa. Và Như Quỳnh giỏi về vấn đề camera nữa. Khi mà Như Quỳnh trình diễn, Như Quỳnh biết lúc nào camera như thế nào, tự nhiên lắm, rất là tự tin. Chúng ta thấy từ đó anh nhìn với Như Quỳnh, anh thấy cô này, cô ca sĩ này hát được nhiều loại nhạc, cho nên anh lựa mấy bài như là Mộng Du của bác Phạm Nhật, nhớ không? Dạ nhớ. Mà anh hòa âm có cái kiểu nó hơi nó hơi nó không liên quan gì nhạc trước 75 á. Nó hơi như quê, như có cái gì nó mới chút xíu. Để chị múa được. Để phát triển những cái hay của Như Quỳnh. Rồi những cái bài như Trống Cơm anh cũng làm cái tempo nó khác, để mà cũng phát triển được cái hay của Như Quỳnh. Giọng hát của Như Quỳnh đó là một giọng hát không phải dễ mix. Mình phải biết khéo lắm để bớt cái tông hơi trap của Như Quỳnh. Nhưng mà Như Quỳnh hát thì có thể nói là một trong những người hát phê sinh hay nhất. Cái cách mà nếu mà Như Quỳnh hát nhạc nhanh đó, thì cái cách câu của Như Quỳnh nó cũng theo nhạc nhanh. Nếu mà hát nhạc mùi thì cách câu Như Quỳnh cũng theo, có thể là nhạc mùi. Tất nhiên là được. Như Quỳnh là một người hiểu hòa âm. Hiểu hòa âm và hát được nhiều thể loại. Cái đó là cái hiếm. Đúng rồi. Nếu mà nói về một nữ ca sĩ mà sau 1975 thế hệ mới thì anh vẫn bầu Như Quỳnh là một ca sĩ lớn nhất của cái thế hệ này. Sau 75 đó. Sau 75. Chính nhạc sĩ Trúc Hồ là người đã góp công lớn cho sự thành công của Như Quỳnh trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp âm nhạc tại hải ngoại. Nhạc sĩ Trúc Hồ là người đã chọn bài và hòa âm cho tất cả các ca khúc mà Như Quỳnh hát ở Asia trong giai đoạn đầu. Không chỉ nổi tiếng với các ca khúc nhạc vàng, nhạc sĩ Trúc Hồ còn để Như Quỳnh hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, cả nhạc vui, nhạc buồn, nhạc dân ca, khai thác được nhiều khía cạnh của một giọng hát hiếm có. Khả năng để mình giới thiệu nhiều cái góc cạnh khác của một người ca sĩ chứ không phải hát nhạc bolero không. Nếu mà em để ý những cái bài mà Như Quỳnh ở của Asia tới từ cái cuốn Giáng Sinh cho tới cuốn 10, hết cuốn 12 á, em sẽ thấy anh giới thiệu Như Quỳnh nhiều cái góc cạnh của Như Quỳnh chứ không phải là chỉ là nhạc bolero không. Đúng anh. Cho nên mà Như Quỳnh làm được chuyện đó. Ít có ca sĩ hát được như vậy. Từ nhạc tình, nhạc dân ca cho tới nhạc bolero làm Nhạc trẻ luôn. Nhạc trẻ luôn. Ngay sau thành công với hai ca khúc đầu tiên, năm sau đó là 1995, nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết ca khúc Như Vạt Nắng dành riêng cho tiếng hát Như Quỳnh và được cô hát song ca với Gia Huy trong Asia số 10. Như sau cái thành công của Người Tình Mùa Đông, anh có sáng tác bài Tình như giọt nắng, như vạt nắng. Như vạt nắng. Mây trôi mãi lênh đênh cuối trời xa vời, cây khô mãi bơ vơ đứng chờ mưa tới. Tình mình như vạt nắng, nắng mong manh chiều tàn, cuộc đời như đồng hoa bóng đêm là dị vãng. Người tình như ngọn sóng, sóng sắc khơi mịt mùng, ngập hồn em chờ mong hãy con tim dại khờ. Là
bài theo điệu cha 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 đó. À thì mình cảm hứng từ cái thành công của Như Quỳnh. Bài Người Tình Mùa Đông của Như Quỳnh, cho nên mình cảm hứng, mình muốn viết một cái bài cái thể loại nó nhẹ nhàng như vậy cho riêng cho giọng hát Như Quỳnh. Được trung tâm Asia lancê và rất thành công, Như Quỳnh chỉ hợp tác trong hơn 2 năm, từ cuốn Asia số 6 năm 1994 đến cuốn Asia số 12 năm 1996. Cuối năm đó, cô đã xuất hiện trên các video của trung tâm Thúy Nga và bắt đầu là từ chương trình Paris by Night số 38. Khi được hỏi về việc ra đi này của ca sĩ Như Quỳnh, nhạc sĩ Trúc Hồ đã chia sẻ như sau. Chị Như Quỳnh ở với Asia khoảng 2-3 năm với ba cái cuốn băng nhạc riêng cho mình, rồi sau đó chị lại từ giã Asia ra đi. Thì sự ra đi của chị Như Quỳnh lúc đó đối với anh như thế nào? Là một sự... Lúc đó anh nghĩ đó là một sự phản bội nặng nề. Anh xem Như Quỳnh như người em gái, thân, cái gì cũng cố gắng giúp đỡ lo Như Quỳnh hết. Nhưng mà cái lý do ra đi thì sau bây giờ mấy chục năm nhìn lại thì mỗi người có một cái sự lựa chọn của mình. Cho nên sau này thì khi mà Như Quỳnh trở về Asia đó, thì chị Chi Vân có hỏi anh có ok Như Quỳnh trở lại không? Thế anh mới nói chị Vân là chị ok thì em ok thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà anh cũng không có nói chuyện với Quỳnh. Ồ vậy hả? Anh tưởng lúc đó. Làm việc thì vậy thôi. Nhưng mà có một ngày đó, cái anh em tự nhiên tâm sự được. Mình hiểu nhau hơn. Chứ hồi lúc đó anh giận Như Quỳnh lắm. Anh mười mấy năm mà mỗi lần nghĩ đến Như Quỳnh là anh mệt. Trời. Nằm mơ cũng thấy luôn, mệt lắm. Nói người làm những người mình nó nặng nề lắm. Mình không có tha thứ được là mình dở. Nhưng mà sau này thì gặp nhau rồi làm với Asia thời gian trở lại thì cũng bắt đầu nói chuyện nhau lại, thì anh hỏi Như Quỳnh. Như Quỳnh cũng có nhiều chuyện muốn gặp anh, rủ anh đi, hai anh em tâm sự nói chuyện thì anh em cũng thân lại, thân lại thì nói chuyện hiểu nhau hơn. Hỏi vì sao hồi xưa em làm gì với anh, anh chỉ cần biết vì sao thôi. Mà chị có trả lời không? Có chứ. Ok. Có tiện nói không? Không, không nói được. Okay. Nói chuyện này giữa hai anh em với nhau thôi. Thì sau này mỗi lần Như Quỳnh có buồn gì thì cũng gọi cho anh tâm sự. Thường thường thì sau bao nhiêu năm mình làm cái người này làm mình mệt á. Nhưng mà anh nghĩ cũng tốt, cũng nhờ Như Quỳnh mà anh viết được một số bài nhạc vậy đó. Chứ anh không nghĩ anh là người sáng tác. Nhưng mà nhờ Như Quỳnh anh viết mãi mãi yêu người thôi, nhiều bài nó có hình ảnh của Như Quỳnh trong đó lắm. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng, vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh. Rồi em ra đi thật xa để mình anh bơ vơ ở lại. Tình yêu sâu bao nhiêu năm giờ là tờ giấy. Cũng đành tìm về chốn cũ quên ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng, giờ đây em theo gió mây cuốn trôi về đâu. Trong một khoảng thời gian đó, lúc nào anh cũng bị ám ảnh về cái chuyện đó, cho nên mình dễ bị viết những cái lời nhạc mà nó mang có một cái sự gì đó, người nào nó bỏ mình đi rồi mình cũng mong người đó trở về rồi lại ký cái nọ. Thì nhờ vậy mình cũng sáng tác được nhiều, cho nên không có gì gọi là buồn hết. Hai anh em bây giờ vẫn thương và quý nhau nhiều. Anh biết là Như Quỳnh quý anh lắm. Như bài Em Đã Quên Một Dòng Sông là anh viết cho chị Như Quỳnh hay là cái đó là phân nửa Như Quỳnh, phân nửa cho một người ở Việt Nam mà anh không muốn nhắc tới, mấy người dòng sông kỷ niệm đó phải không? Những người mà
đi ngang qua đời mình, bây giờ họ cũng có gia đình rồi, mình không đang nhắc tới. Yeah. Chứ Quỳnh thì anh nhắc được bởi vì anh hiểu như Quỳnh. Như Quỳnh cũng là ca sĩ cho nên mình nhắc được thì... Yeah. Thì cái bài Em Đã Quên Dòng Sông, nói đúng ra là không có như Quỳnh thì cũng chẳng không có bài Em Đã Quên Một Dòng Sông. À, mà cái bài đó sau đó là anh Lâm Nhật Tiến là người thâu đầu tiên. Đúng vậy. Yeah. Một lần nữa thôi cũng là... Vì... Không phải cho như Quỳnh. Ok. Anh viết cho như Quỳnh... Những cái gì mà liên quan tới Như Quỳnh là ngoài cái bài Như Vạt Nắng, những bài sau này, những gì liên quan tới Như Quỳnh đó thì là từ bài Em Đã Quên Một Dòng Sông. Rồi từ đó Em Đã Quên Dòng Sông là sau một lần nữa thôi. Đúng. Rồi từ đó những cái bài sáng tác của anh nó đều có chút xíu gì cái câu chuyện của anh và Như Quỳnh trong đó. Một sáng tác đôi khi mình cái đời sống mình có nhiều cái sự suy nghĩ một vấn đề đó, một người nào đó. Đôi khi một cái sáng tác nó có 3-4 câu chuyện xảy ra trong một cái sáng tác. Đôi khi một sáng tác tới mấy người xảy ra đi ngang qua đời mình để mình viết lên một sáng tác. Chứ không phải là chỉ riêng một người được, khó. Nhiều chuyện gom lại mình. Nhiều chuyện mình dễ viết hơn. Còn nếu mà có một người thì hơi khó viết. Nhưng mà nói chung là Như Quỳnh là một người đi ngang qua đời anh và để lại nhiều cái buồn vui, những cái sự cảm xúc mà nó ảnh hưởng tới dòng nhạc của anh. Dạ. Cũng làm cho anh buồn mà cũng nhờ đó anh có những sáng tác. Dạ. Không sao á. Sự ra đi của Nhật Quỳnh vào năm 1996 đã để lại những nỗi buồn khó nguôi ngoai. Nhưng cũng nhờ vậy mà nhạc sĩ Trúc Hồ đã có tâm trạng để viết được những ca khúc mà trước đó anh không nghĩ là mình có thể viết được. Rồi đều trở thành những bản top hit với tiếng hát của Lâm Nhật Tiến như Mãi Yêu Người Thôi, Em Đã Quên Một Dòng Sông, v.v. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng nói rằng ca khúc Em Đã Quên Một Dòng Sông có một nửa là viết cho Như Quỳnh, nửa còn lại là một hình bóng của một cô gái ở Việt Nam từng đi qua cuộc đời của anh. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng cho biết những ca khúc của anh thường không chỉ viết cho một người mà mang nhiều câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, nếu không có Như Quỳnh thì sẽ không có Em Đã Quên Một Dòng Sông. Nhạc sĩ Trúc Hồ đã chia sẻ về những dòng sông trong cuộc đời của anh như sau. Cái đó là một cái trilogy, tức nó 3 tập. Ok. Cái dòng sông ở đây nếu mà em nghĩ nó là một cái hiện thể, nó là một cái dòng sông. Dòng sông ở đây nó cũng có thể là một cái gì ẩn dụ, một cái thời gian kỷ niệm với nhau cũng là một cái dòng sông. Wow. Một góc phố, một con đường nó cũng có thể là dòng sông. Nó là một cái ẩn dụ thôi. Yeah, chứ nó không phải là một cái dòng sông là dòng sông. Yeah. Muốn hiểu sao cũng được á. Dòng sông ở đây cũng có nghĩa là một cái người nào đó đi ngang qua đời mình rồi. Anh thích cái ẩn dụ đó. Một dòng sông nữa đã ra đi. Đúng rồi. Hay là một cái gì nó đẹp trong cuộc đời mình nó mất đi. Và anh nghĩ là ba cái đủ rồi, anh không muốn viết gì. Ồ là không có dòng sông thứ tư. Anh không muốn viết cái gì mà để mà nhiều tập quá. Phải nhiều tập mà mình không muốn trải qua những cái tình trạng như vậy nữa. Okay. Nói chung là tới cái tuổi này là mình không muốn cái sức chịu đựng mình không chịu đựng được những nỗi đau như vậy nữa. Dạ. Hồi xưa mình trẻ mình có thể mình chịu đựng nỗi đau như vậy rồi mình mượn âm nhạc mình qua nó. Để mà mình tồn tại, để mình sống, mình vui. Nhưng mà tới tuổi này anh nghĩ những cái nỗi đau đó mệt, không nên. Nhà sĩ Trúc Hồ cũng thừa nhận rằng, sau thời điểm đó, hầu hết những sáng tác của anh đều mang phản phất bóng dáng của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng rồi sau tất cả, hình như mọi sự hờn giận cũng đã trôi xa. Những chuyện đã xảy ra đều đã trở thành quá khứ. Nhà sĩ Trúc Hồ nói rằng giờ đây, anh và ca sĩ Như Quỳnh vẫn thân thiết và thường tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống. Tình mình như vạt nắng,